Quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta một lần nữa sẽ đến với sân Dome The Seven tại Dubai để theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai liên tiếp của đội tuyển U22 Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân trong bộ trang phục màu trắng và người mang chiếc băng đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Đội xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam gồm có thủ môn mang áo số 12 Quan Văn Chuẩn, các cầu thủ số 2 Liễu Quang Vinh, số 14 Bùi Hoàng Việt Anh, số 20 Nguyễn Thanh Bình, số 22 Lê Văn Xuân, số 16 Trần Bảo Toàn, số 3 Trần Văn Công, số 9 Lý Công Hoàng Anh mang băng đội trưởng, số 17 Nguyễn Hai Long, số 24 Lê Văn Đô và số 21 là Lê Xuân Tú. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam là ông Park Hang-seo. Ở trong hiệp 1 của trận đấu giao hữu này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chân giữ thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Xuân Tú, người đã ghi bàn thắng cách đây ít ngày, hôm nay đã được ra sân trong đình xuất phát trong vai trò của một trung phong. Có vẻ như đây sẽ là dứt điểm. Và dứt điểm vừa rồi là của Lý Công Hoàng Anh. Trong những phút vừa qua thì có thể thấy là Lý Công Hoàng Anh đang chơi dâng cao cùng với Lê Xuân Tú ở trên hàng công của U23 Việt Nam. Đây là Lý Công Hoàng Anh và chuyền bóng trực diện rất hay của Liễu Quang Vinh. Hoàng Anh dứt điểm quá nhẹ. Đây là pha dứt điểm thứ hai của Lý Công Hoàng Anh trong trận đấu này. Nhưng nó đều là những tình huống dứt điểm rất nhẹ và không chính xác. Đó lại là tình huống lên bóng ở bên phía hành lang cánh phải của Kyrgyzstan và Quan Văn Chuẩn đã phải trổ tài. Ở những tình huống cần tới phản xạ nhanh thì Quan Văn Chuẩn đang ghi điểm. Cả trận đấu gặp Tajikistan và cả tình huống vừa rồi nữa. Chính xác là U23 Việt Nam đang có được hai sự lựa chọn với một thủ môn đã có trải nghiệm ở các cấp độ cao nhất như đội tuyển quốc gia. Rồi đó có những tình huống đột phá và lại là hành lang cánh trái rất nguy hiểm, dứt điểm không vào. Hành lang cánh trái là nơi mà các cầu thủ U23 Việt Nam để lại quá nhiều nỗi lo. Ngay cả sự bộc lót của Bùi Hoàng Việt Anh nữa cũng không tốt. Vừa rồi là một tình huống tấn công vô cùng đơn giản của các cầu thủ U23 Kyrgyzstan. Một lần nữa thì Quan Văn Chuẩn lại có một tình huống đứng vị trí tốt. Đây là một tiếng phản công dành cho đội bóng áo trắng. Bảo Toàn. Bảo Toàn đã chơi khá hay trong hiệp 2 trận đấu gặp Tajikistan. Đánh đầu! Nó khá giống với cái cách mà U23 Việt Nam đã ghi bàn ở trận đấu gặp U23 Tajikistan. Với pha xử lý của Bảo Toàn ở hành lang cánh. Và sau đó người đánh đầu là Xuân Tú. Lần này tình huống dứt điểm là của đội trưởng Lý Công Hoàng Anh. Không có ai theo kèm cả. Một bước lùi về phía sau chiếm lĩnh khoảng trống là cực kỳ hợp lý. Trong đó thì hai tình huống mà Quan Văn Chuẩn đã hoạt động tương đối tốt. Đây là cầu thủ Kyrgyzstan rất chống chảy. Dứt điểm. Vẫn là những nỗi lo nơi hàng phòng ngự. Vừa rồi thì tốc độ của cầu thủ Kyrgyzstan là không ấn tượng. Nếu như trong pha bóng vừa rồi là một tiền đạo có tốc độ hơn so với Tabayev bên phía Kyrgyzstan. Khá hay, Hữu Thắng. Xuân Tú đã có tiếng va chạm và có lẽ là sẽ có một quả đá phạt 11m. Một tiếng bứt lên phía trước của Xuân Tú. Anh đã khiến cho đối phương phải phạm lỗi. Người đã phạm lỗi với Xuân Tú và rồi là Nulan Uulu. Không có gì phải tranh cãi về phóng này cả. Pha phối hợp giữa Lê Văn Xuân và Xuân Tú. Đó là điều mà tôi muốn nói đến, phải có những sự đột biến trong tình huống cá nhân như thế này thì mới đem lại sự khác biệt cho đội tuyển U23 Việt Nam được. Và một pha mạnh dạn vươn lên, trích được trái bóng đi trước đối phương của Lê Xuân Tú đã giúp cho U23 Việt Nam có được quả đá phạt 11m. Và người đang đứng trước quả đá phạt này đó là Lê Văn Đô. Đây có thể là lần thứ hai liên tiếp trong hai trận đấu giao hữu U23 Việt Nam sẽ vươn lên dẫn trước đối thủ. Lê Văn Đô đối mặt với đội trưởng bên phía Kyrgyzstan, thủ thành Tokotayev. Tỷ số là 1-0 cho cầu thủ U23 Việt Nam, rất dễ dàng. Một pha đá phạt 11m rất bản lĩnh của Lê Văn Đô. Anh đã đánh lừa được hướng di chuyển của đội trưởng bên phía U23 Kyrgyzstan, thủ thành Ezan Tokotayev.
Mặc dù vậy thì khi trở về với đội tuyển U23 Việt Nam thì phần nào đó nó vẫn chưa là một màn trình diễn tốt nhất của các cầu thủ này. Thêm một cầu nữa dành cho đội bóng trắng. Sút bóng và bóng tung nóc lưới của Kyrgyzstan. Tỷ số là 2-0. Cầu thủ mới vào sân thay người ở trong hiệp 2 là Văn Đạt đã tự mình thực hiện một nỗ lực và dứt điểm thành công từ góc hẹp. Cú đá có lực đi tốt. Ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha xử lý của Văn Đạt. Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai ở trong trận đấu giao hữu này. Kết quả hay bàn thắng chưa phải là những gì quan trọng nhất cho một trận đấu giao hữu. Điều mà chúng ta cần thấy đó là một lối chơi có độ kết dính cao, một sự phối hợp đồng bộ. Pha xử lý khá hay, Xuân Tú. Xuân Tú trả ngược bóng lại tuyến hai, dứt điểm. Đó là cự ly dứt điểm được coi là sở trường của Lý Công Hoàng Anh, nơi mà anh đã từng ghi một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt tại V-League 2020. Đây đã là cú sút thứ 3 của Lý Công Hoàng Anh, người mang bằng đội trưởng của U23 Việt Nam trong trận đấu này. Sĩ Hoàng có thể phối hợp tấn công tốt nhưng ở phòng ngự thì đúng là cần nhiều thứ để hoàn thiện. Văn Đô. Văn Đạt. Và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho U23 Việt Nam, lại là một tình huống dứt điểm ở góc hẹp. Hai cú sút chân trái ở góc tương tự nhau, hai bàn thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhịp phối hợp rõ ràng là tốt hơn, hết sức hợp lý. Những quyết định xử lý của các cầu thủ trong những thời điểm cần thiết nhất cũng đã trở nên tròn trịa hơn. Đường chuyền của Lê Văn Đô và sau đó là cú dứt điểm ngay của Văn Đạt. Số 19 của U23 Việt Nam đã có được một cú đúp chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa đầy 15 phút có mặt ở trên sân. Tình huống xử lý rất quyết đoán của Trần Văn Đạt. Và đó là điều mà cầu thủ trẻ của Việt Nam nên làm nhiều hơn ở trong trận đấu này. Đánh đâu! Một pha bóng mà toàn bộ hàng phòng ngự và thủ môn của U23 Việt Nam gần như là đã bất lực. Những cú xử lý và dứt điểm cuối cùng của cầu thủ Kyrgyzstan, bóng lại đi chệch cột dọc. Pha xử lý tốt của Lý Công Hoàng Anh. Lê Xuân Tú. Vẫn còn, đây là Mai Sĩ Hoàng, phía trong là Trần Văn Đạt. Hạ tật bóng quá tốt, dứt điểm. Và dứt điểm cuối cùng là của Lê Văn Đô. Đúng là khi mà tỷ số là 3-0, tâm lý thoải mái hơn, mọi thứ thoải mái hơn. Hữu Thắng không đủ lực để có thể đánh bại được thủ môn của đối phương. Đúng là với các cầu thủ trẻ, khi có được một tâm lý thi đấu thoải mái thì những pha xử lý cá nhân của họ cũng trở nên tốt và tròn trịa hơn. Đây là trận giao hữu quốc tế cuối cùng để huấn luyện viên Park Hang-seo và ban luyện mình có thể chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức cuối cùng. Đánh đầu, cơ hội như vừa rồi mà các cầu thủ Kyrgyzstan còn không có bàn thắng rút ngắn tỷ số, cho thấy sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Quá trống trải. Những tình huống phòng ngự rất hời hợt đến từ Bùi Hoàng Việt Anh và Nhâm Mạnh Dũng. Lúc này thì trọng tài Ahmed Salim Kafan đã đổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Kyrgyzstan. Kết quả là 3-0 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Các bàn thắng được ghi do công của Lê Văn Đô ở phút thứ 36. Trần Văn Đạt đã ghi hai bàn thắng ở phút thứ 50 và 59 giúp cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Một chiến thắng tương đối dễ dàng của đội tuyển chúng ta. Hy vọng rằng với chiến thắng này chúng ta sẽ có một đà thuận lợi để bước vào những trận đấu chính thức tại vòng loại U23 châu Á tới đây tại Kyrgyzstan trước các đối thủ như là Đài Bắc Trung Hoa và Myanmar.